Kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Giá vàng hôm nay ngày 20 tháng 11 trên thị trường thế giới được các chuyên gia nhận định khó tăng. Giá xăng dầu thế giới có xu hướng đi lên theo đà tăng của phiên giao dịch cuối tuần trước. Giá USD quốc tế vẫn tiếp đà giảm. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Chốt phiên giao dịch cuối tuần qua ngày 18 tháng 11. Giá vàng miếng 9.999 của SJC tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết ở mức 69,95 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 70,75 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Còn giá vàng miếng 4 số 9 của SJC được niêm yết tại Hà Nội ở mức 69,95 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 70,77 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng miếng Doji tại Hà Nội kết phiên cuối tuần qua ở mức 69,95 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 70,75 triệu đồng lượng ở chiều bán ra. Giá vàng quốc tế giao ngay trên sàn Kitco kết tuần qua được niêm yết ở mức 1981,1 đô la một ounce, còn giá vàng kỳ hạn chốt tuần qua ở mức 1984,7 đô la mỗi ounce. Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được các chuyên gia nhận định khó tăng do tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Những diễn biến thị trường chưa mang lại định hướng rõ cho vàng. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 17 tháng 11 ở mức 23.972 đồng USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 19 tháng 11 được niêm yết quanh mức 24.045 đến 24.415 đồng USD mua vào, bán ra. Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới có xu hướng đi lên theo đà tăng của phiên giao dịch cuối tuần trước. Ở phiên này, giá dầu leo dốc ngoạn mục khi tăng hơn 4%. Nhưng tính chung cả tuần qua, giá dầu thế giới giảm hơn 1%. Giá xăng dầu quốc tế tuần qua ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Tại thị trường trong nước, giá xăng E5 giảm về 22.270 đồng mỗi lít. Giá xăng RON 95 giảm xuống 23.530 đồng một lít, còn giá dầu diesel hạ về mức 20.880 đồng một lít, trong khi giá dầu hỏa giảm còn 21.510 đồng một lít. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long chững lại và có xu hướng đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng. Theo đó, tại khu vực An Giang, lúa Đài Thơm 8 giao động quanh mốc 9.200 đến 9.400 đồng mỗi kg, lúa O18 tăng 100 đồng kg lên mức 9.100 đến 9.200 đồng mỗi kg, nàng hoa chín ở mức 9.200 đến 9.300 đồng mỗi kg. Lúa IR504 duy trì ổn định ở mức 8.800 đến 9.000 đồng mỗi kg, lúa O18 ở mức 9.000 đến 9.200 đồng mỗi kg, O5451 giao động 8.900 đến 9.000 đồng kg. Trên thị trường gạo, tại các kho xuất khẩu hôm nay giá gạo nguyên liệu không biến động. Theo đó, gạo nguyên liệu O5451 xuống còn 13.300 đến 13.400 đồng mỗi kg, gạo nguyên liệu IR504 ở mức 12.900 đến 13.000 đồng mỗi kg, gạo nguyên liệu O18. Đài Thơm 8 giao động quanh mốc 13.600 đến 13.700 đồng mỗi kg, gạo nguyên liệu O380 giao động quanh mốc 12.650 đến 12.750 đồng mỗi kg. Cảm ơn bạn đã xem video. Đừng quên đăng ký kênh để cùng chúng tôi khám phá thêm nhiều nội dung thú vị và hữu ích nhé! Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức mới nhất. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.